Đó, mới đi chơi về các bạn. Đó, rồi chưa lên xe. Đó, mới chở dàn kem đi chơi về. Ác ác gì é é vậy. Để cha. Vô đi. Vô. Rồi dàn kèm xuống đây, dàn kèm xuống. Phải dùng hai tay mới đóng mở cái cửa được. Các bạn thấy chóng mặt cũng thông cảm mình nha. Nó thì mới chở dàn kèm đi chơi về, mua cá về các bạn. Ở nhà cửa mình à. Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì chúc các bạn một mùa xuân vui vẻ. Thì hôm nay nhà mình cũng trang hoàng chuẩn bị Tết rồi. Chị hôm chính Tết các bạn. Thì mới mua cá về. Đi mua cá về đây cho tụi con ăn đây, trộn với thịt chứ thịt ăn ngán tụi nó sợ các bạn ơi, ngán quá tụi nó bỏ mứa. Mình mua chục con cá bự luôn, gần chục ký nè, 8 ký mấy nè. Cái ngừ cá đủ thứ cá, cá lớn không à. Mẹ mình đang rửa mấy cái thau cho đằng cuốn ăn rồi các bạn. Rửa sạch sẽ xong rồi bắt đầu có cho. Giờ thì ban đêm nó chiều cái nó chuyển mưa tối á, nên đèn trong nhà phải mở. Chúng mấy mũi chịu không nổi đâu. Trộn cơm rồi các bạn. Còn đây là cái thau qua cơm lần trước. Chỗ này là thịt nè, cá đem về nè, lát mình làm lại sao. Đây coi, đây. Đi bảo né ra đi, bảo né ra nè vợ mình nè các bạn. Né thằng Bảo ra, nó đòi chụp cái dây dắt. Rần. Vì khóc ôm sùm hả. Nói gì khóc ôm sùm hả. Từ từ cũng cho ăn mà. Đây, chị Tây đứng lên đây, tới Kim Cương đứng lên đây, bò sữa ngồi đang kiếm đường ra khóc cũng sùm cả đó. Mẹ chị Mai, mẹ bé Bến Tre, mẹ Mật, Bích Hợp, Đô La, còn ngoài đây Ruby, mẹ Vàng, ke mẹ gấu Vàng, anh Vàng, chú Vàng Kem.
Nhà mình trang hoàng vậy là được rồi các bạn ơi. Cái chậu nhân thọ ở trước cửa nhà mình nó trồng các bạn, cái bông nó không có đẹp, nó có chích nị à. Hồi sáng mình mua về mẹ mình chê quá chừng luôn. Mà nó bán rẻ có 30.000 cây mà trồng 3 tháng trời, không phải đơn giản các bạn, trồng 3 tháng trời mà được cái chậu như vậy là quý rồi. Đấy, còn nhà mình nè các bạn, nó bông mai nở tùm lum tùm la hết rồi. Nói chung chiều hôm tá chiều hôm chín rồi các bạn, nên sáng ngày mai là 30 là xong đón ông bà rồi, xong hết Tết, nhà ai ở nhà nấy. Và lúc này cũng vậy nữa các bạn, tình hình bị phong tỏa nên chỉ có ở nhà vui vẻ thôi, nhà ai nó ở con lành. Ở nhà mình thì mình nhà mình có cây cối hoa lá ruby lucky vàng kem bách hợp, ôi nhớ muốn không nổi luôn. Ứng ứ vậy con vô đây hả, kiếm đường ra hả? Nãy giờ đi chơi cha muốn đuối rồi con, giờ này con đòi đi ra. Nãy giờ đi chợ đông đông nghẹt người luôn các bạn, chiều hôm chín là cái chợ mà cực kỳ luôn, ai mà chưa có là phải mua thịt mua cá dự trữ nè, mua đủ thứ bông che trái cây để cúng bàn thờ nè. Còn nhà mình thì em gái mình cúng rồi, vợ mình thì lau dọn quét nhà, còn mình thì trang trí cây cảnh, mình thì phái cây thôi, mình nhiệm vụ mình nhận cái cây đó, cây là mình là hốt vô nè, còn ba mình là treo trái cất, hỏi sao phong thủy tốt như trái cất vậy đó, đỏ hồng phát cắt tường đó các bạn, ghê không, nghe nghe ghê không. Mệt quá thả là nè, mệt quá vỗ bộ đi dắt còn không chịu nữa đó. Nhà mình là trăm hoa đua nở. Ủa hút kia kìa, trời, hút kia không ở nhà qua đây làm chi. Ở còn thằng anh hút kia đi ngao ngoài đường đó kìa, hèn chi hồi nãy hút vàng kem cà giật cà giật cà giật cà giật. Đó, chiều ra ngắm hoa mai của nhà mình các bạn ơi, cần đi đâu xa, chợ hoa thì nó có nhiều hoa rồi, nhiều chậu lạ lạ để người ta bán, còn nhà mình cần gì nè, có khi bông đẹp hơn chậu hoa nữa nè đó. Ê Béo, ai Béo làm sao không ở nhà đi? Lá cha hoa, lá cha hoa. Đó, nhà mình, nhà em gái mình, con nó còn nhỏ nên mình phải, ba mình phải làm cái này nè, phụ mình cũng làm phụ. Đó thì nhà của con nít nên có đầy đủ đồ chơi hết. Đó thì bông qua năm nay nó không có bông gì hết, mình mua cho nó luôn nè. Bông nhân thọ với cây mai của nhà mình đem ra, đem qua luôn. Đó vậy xong. Tại vì hai đứa con bây giờ nó nói chung là làm công nhân nên rất là khổ, đời sống rất khổ nên không có muốn ăn Tết các bạn ơi. Nói chung là nhiều gia đình giống vậy chứ không phải riêng gia đình mình đâu. Đó. Đó thì ai cũng vậy, mà bây giờ đời sống khó khăn. Còn mình thì tối ngày mình có mấy đứa này vui vẻ. Rồi đi chơi đi, Tết rồi đi vòng vòng chơi đi. Nó một cái chạy mất tiêu luôn á. Đó. Cái xóm làng của mình nó bình yên, nó êm đềm dữ lắm các bạn, không có một tiếng động gì luôn á. Đó. Chiều hôm chín Tết mà thấy nó yên bình, nó lặng lẽ và một cách lạ văn lùng ghê, không có nghe được một tiếng gì hò reo của xóm gì hết. Đó, nhà mình có mấy cây bông mình chơi chơi kiển các bạn, mình phá chơi kiển. Và nói chung là năm nay mình nghỉ luôn để mình về làm kiển, và mình chơi kiển và bảo trì kiển vòng vòng xóm đó các bạn. Đó thì nhà mình phá chơi kiển nè.
Với giờ kiện thì được rảnh quẩn làm buổi làm thuê buổi cho người ta thì cũng được chút đỉnh, cũng còn cũng cao hơn cái đi làm bảo vệ ban đêm các bạn. Làm bảo vệ ban đêm có 200.000 đêm à, nó không đủ trang trải và không có thời gian ở nhà với mấy đứa này. Còn mình làm buổi kiện, còn bên đây là bắt đầu buổi chiều hoặc buổi sáng mình ở nhà thì rồi ban đêm thì mình còn chiều mình rước học sinh, sáng mình đưa học sinh đi học đó. Thì bây giờ đằng cuốn mẹ mình cho tụi bây giờ đằng cuốn mẹ mình đem đồ ăn lên cho tụi nó ăn nè. Nó cá thịt là mẹ mình sắc những nhừ ra luôn các bạn, là không phải là để cho để nguyên cục cho tụi nó ăn, là tụi nó không bỏ cơm đâu. Thôi xin dừng video tại đây để mình phụ mẹ mình cho toàn cái đằng cuốn ăn. Thôi xin chào. Thôi bây giờ mình ngưng để mình phụ mẹ mình cho đằng cuốn ăn, với chúc các bạn một mùa xuân vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, thành công trong công việc. Thì năm hết Tết đến rồi thì mình cũng hàng ngày cũng lo chăm chút cho tụi nó từng bữa cơm manh áo các bạn. Rồi mình cũng đi làm thêm, bây giờ mình phải làm thêm để mình vượt qua cái tháng ngày mà mình dao động của công việc bảo vệ và làm ban ngày á, để cho nó làm quen dần dần. Nó thì muốn đổi một công việc nào đó rất là khó, vì mình chuẩn bị mấy năm nay các bạn, mình phải đi học nghề đủ thứ. Thì bây giờ mình cũng thành công, mình chăm chút cho những cái cây này thành công rồi. Nó thì mình bây giờ mình sẽ đi chăm chút cho hàng xóm. Đây là những thành quả của mình làm mấy năm nay á, thì mình công việc của mình là mình đam mê cái cây. Bây giờ mình đã làm thành công những cái cây theo yêu cầu của nhiều người đó, thì bây giờ mình chuyển đổi công tác qua mình là làm kiện cho nhiều người ở đây đó. Thì đổi việc cho nó khỏe, với đưa rước con học sinh, rồi rước vợ, rồi đủ thứ chuyện hết. Còn ban đêm ban hôm thì ba mẹ già rồi đó, mẹ mình giờ cũng lớn tuổi rồi, gần 70 rồi, cũng ốm đau bệnh tật ô lung tung, nên mình rút làm hết sức để mình đổi công việc để có thời gian ở nhà chăm sóc gia đình, vợ con, cha mẹ, rồi mấy đứa này nữa. Chứ làm bảo vệ thì làm 20 năm rồi các bạn, nó cũng không có được gì hết, cái ngưng cái hết tiền, ngưng cái hết tiền là không có làm được gì hết. Đó, bây giờ mình cho tụi nó ăn chiều. Thôi xin chào, chúc các bạn có một mùa xuân vui vẻ.